Xin chào mọi người, rất là cảm ơn mọi người đã xem video này. Và hôm nay là ngày thứ hai mình đi làm môi giới bất động sản. Thì nội dung của ngày thứ hai mình làm những công việc là mình ngồi thống kê lại các cái mối quan hệ của mình. Trước tiên là gia đình này, người thân này, bạn bè này, khách hàng cũ này, những cái mối quan hệ mà mình có từ trước tới giờ. Sau đó thì mình sẽ làm tiếp các cái kênh mới để làm sao chúng ta có thể tiếp xúc được với khách hàng mới. Ví dụ như là mình sẽ làm cái kênh YouTube như thế này chẳng hạn, mình sẽ làm những cái video và mình sẽ up lên trên mạng để có thể chia sẻ kinh nghiệm để quen được nhiều người hơn trong cái việc làm này. Và mình có thể là đăng những cái bài đăng của công ty đưa cho mình. Nội dung của bài đăng thì công ty đã có rồi, mình chỉnh sửa một xíu thông tin lại của mình và mình sẽ up lên các cái website, up lên các cái diễn đàn, mình up lên các cái ứng dụng đăng tin để làm sao mà mình có thể tiếp cận được với khách hàng đang tìm kiếm những cái sản phẩm ở cái khu vực mà mình đang bán. Mình làm rất là nhiều thứ để làm sao có thể mà khai thác được cái khách hàng tiềm năng của mình. Đó là cái công việc của ngày thứ hai của mình làm. Và mình sẽ phải ra một cái bản kế hoạch để làm sao thực hiện được những cái mục tiêu của mình. Cái mục tiêu của mình là mình sẽ muốn là tiếp cận được bao nhiêu người. Mình muốn cái tỷ lệ quy đổi là bao nhiêu người đó thì sẽ được bao nhiêu người mình có thể hẹn gặp đó. Và mình phải có mục tiêu rồi, phải có một kế hoạch để thực hiện được cái mục tiêu. Đó là cái nội dung của ngày thứ hai. Mặc dù là chưa quen công việc thế nhưng mà mình tin tưởng là với những cái cách làm này cộng với buổi tối mình có học thêm cái khóa học 28 ngày coaching thì mình sẽ làm công việc này mỗi ngày một tốt hơn và mình sẽ vận dụng những cái kiến thức mình được học vào cái công việc này để làm sao mà mình có thể tối ưu cái bản thân của mình, cái thời gian của mình vào công việc nó được cái hiệu quả cao nhất. Mọi người có thể thấy đó là cái chiếc xe máy của mình. Đấy, chiếc xe máy của mình nha. Mình đi làm bằng xe máy đó. Xin chào mọi người, rất là cảm ơn mọi người đã xem video này. Và lúc này là mình đang đứng ở quận 2. Mình quay một đoạn video cho các bạn xem là ở quận 2 khu này nó đẹp như thế nào nhé. Hiện tại thì ngay chỗ này là phường Bình Khánh của quận 2 bà con nhé. Đấy, và chúng ta hoàn toàn có thể được thưởng thức một vẻ đẹp rất là tuyệt vời. Đường xá này, đó, đường rất là đẹp, rộng, các cái tòa nhà cao chọc trời ở sau mình. Ở phía sau của mình là tòa nhà Sadora, rất là đẹp mọi người ạ. Và ở xa kia nữa thì mọi người có thể nhìn thấy đó là quận 1 nhé. Đó là quận 1. Đấy. Cái tòa cao ốc rất là cao. Đấy, quận 1 này. Rồi, ở bên này, ở xa xa kia thì mọi người có thể thấy đó là cái tòa nhà Landmark. Tòa nhà Landmark cao nhất Việt Nam hiện tại là cao nhất Việt Nam. Đấy, rất là đẹp mọi người. Rất là đẹp. Và nếu như các bạn muốn xem những cái bất động sản nào nữa ở Sài Gòn này, mọi người muốn xem những cái cảnh đẹp nào nữa ở Sài Gòn này, thì hãy comment vào bên dưới video.
mình sẽ thực hiện cho các bạn những video về những cái nơi đẹp của Sài Gòn. Những bất động sản đẹp giá trị để cho mọi người được xem. Và không những ở Sài Gòn mà rất là nhiều nơi khác nữa, mình sẽ lần lượt làm nhiều hơn những video dạng như thế này để giúp cho mọi người cũng được tham quan cho nó được thư giãn. Đúng không nào? Rất là cảm ơn mọi người đã xem video. Kính chúc mọi người nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và công chuyện công việc ngày càng phát đạt. Bye bye. Wow, đẹp quá. Tuyệt vời.